Hey, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai thuộc tính before và after ở trong CDF và đồng thời cũng là video để trả lời cho các bạn những câu hỏi mà các bạn đã inbox và những bạn đã email hay là những bạn đã comment ở trên kênh của Suntech trong thời gian vừa qua. Chi tiết về hai thuộc tính này thì các bạn có thể tìm hiểu research một chút thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thông tin liên quan đến hai thuộc tính này. Trong cái phạm vi của video này thì tôi sẽ dừng lại ở việc giới thiệu cho các bạn cách sử dụng và cách dùng nó. Ok, đầu tiên tôi sẽ tạo ra một danh sách các ULRI. Ở đây tôi sẽ demo nó trên thẻ ULRI. Ok, và tôi sẽ có ví dụ tôi để là menu item modes. Giả sử như thế này và tôi chạy cái trang này lên thì các bạn thấy là đây là những nội dung mà tôi thể hiện ở trên cái menu của mình đó. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng thẻ star, tôi sẽ định nghĩa CSS ngay trong đây để cho các bạn tiện theo dõi. Tôi sẽ đối với ULRI thì tôi sẽ sử dụng cái thuộc tính đầu tiên để tôi loại bỏ cái icon kia đi. Thì các bạn thấy là những nội dung mà các bạn nhìn thấy ở trên trình duyệt này là những cái mà các bạn đã định nghĩa ở trong code ở đây đó. Bây giờ một câu hỏi đặt ra là tôi muốn thêm một cái nội dung hay là một cái text hay là một cái gì đó ở trước những cái menu này thì tôi làm như thế nào đó. Mà tôi không muốn thêm text vào đây nữa, giả sử tôi muốn thêm chữ hello vào trước cái menu item 1 này, tôi không muốn viết vào đây như thế này nữa. Đó, tôi muốn thêm vào và tôi sử dụng bằng CSS thì lúc này chúng ta sẽ nghĩ đến thuộc tính before ở trong CSS. Tôi giả sử ở đây tôi sẽ để một cái class one. Tôi muốn thêm một cái text là hello vào trong cái menu đầu tiên thì tôi sẽ gọi ulri.one và tôi gọi đến before. Đây là cách để chúng ta gọi đến before selector khi gọi đến before của thẻ này. Tôi sẽ đặt content là hello. Đó. Ok. Đó, tôi chạy lên đây. Thì các bạn thấy là lúc này tôi đã có chữ hello ở phía trước. Tôi sẽ thêm cái màu chữ cho nó. Và tôi để background color cho nó là red. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi vừa thêm được chữ text hello vào trong cái menu 1 mà không cần phải thêm ở đây. Đó, thì đây là ý nghĩa của before, có nghĩa là nó cho phép chúng ta chèn bất cứ thứ gì, kể cả là ảnh ở trước cái nội dung đã có sẵn của cái thẻ HTML, cụ thể đây là thẻ Y. Đó, nó cho phép chúng ta chèn vào phía trước nhé, cái nội dung có sẵn của thẻ HTML đang có. Đó, còn đối với after thì sao? Tôi sẽ copy cái này ra và tôi sẽ để đây là after. Tôi để cái tag đi là em giữa em. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đối với after thì nó sẽ ngược lại với before, có nghĩa là nó cho phép chèn bất kỳ nội dung gì vào phía sau của cái nội dung đang có sẵn trong cái thẻ HTML đó. Và cụ thể ở đây nội dung của chúng ta chèn vào là giữa em và nó chèn vào trong cái menu 1. Ok, ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái thuộc tính cơ bản khác của CSS. Ví dụ như tôi muốn định nghĩa là border. Border là một pixel solid. Solid và tôi có màu vàng và có màu cam. Orange. Hay là tôi đặt width cho nó 100 pixel và chiều cao cũng là 100 pixel. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ thay đổi theo. Đây, các bạn để ý là nó có background này. Tôi để cái này to lên. Và nó sẽ cũng nhận các thuộc tính cơ bản của CSS, cách định bằng 10 pixel. Đây. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhận cái nội dung như thế này. Ok, thì qua ví dụ này tôi nghĩ là các bạn cũng đủ để hiểu và biết cách sử dụng cái before và after ở trong CSS rồi. Và khi nào thì chúng ta thường dùng cái hai thuộc tính này? Thì chúng ta thường dùng hai cái before và after. Trường hợp cụ thể đó là khi các bạn xử lý dùng cái menu này, thì các bạn từng cái menu item các bạn sẽ dùng before để thêm cái icon đây, nó background image cho cái này, đó.
Ngoài ra thì tùy vào từng bài toán thực tế mà các bạn gặp phải thì các bạn sẽ sử dụng nó cho nó phù hợp. Đó. Ok, các bạn hãy thực hành nó trên máy của mình.